Các bạn, ngày hôm qua khi mà mình đăng video về chiếc Fujitsu F06e này thì có rất là nhiều bạn quan tâm và cũng nhận được rất là nhiều phản hồi từ những bạn xem trên YouTube. Các bạn thì thường hay có những thắc mắc về đặc điểm cũng như là tính năng hay là khả năng sử dụng của con này tại thị trường Việt Nam. Thì hôm nay video này mình sẽ dành để giải đáp và nói về những vấn đề đấy. Trước hết thì mình sẽ nói về cái tối quan trọng của chiếc máy này, đấy là khả năng nghe gọi và sử dụng tại thị trường Việt Nam. Thì đây là một chiếc máy hỗ trợ một SIM, các bạn thể thấy một SIM mà máy này sử dụng cái chuẩn là micro SIM giống như là iPhone 4. Và ở phía bên cạnh nó sẽ là một khe cắm thẻ nhớ với dung lượng hỗ trợ tối đa là 128GB. Khi mà mình lắp SIM vào thì các bạn thể thấy ở đây này, ở góc màn hình này, nó hỗ trợ 3G một cách hoàn hảo ở thị trường Việt Nam luôn. Mình cũng có thử test speed test cho các bạn thấy thì cái tốc độ 3G của nó rất là ổn định. Và về cái việc so sánh thì mình có dùng một mấy hôm nay thì máy khá ổn, không có hiện tượng tụt sóng bất thường, kể cả khi đi vào những cái chung cư hay là những nơi mà bình thường hay chúng ta hay nghĩ là yếu sóng. Đây, kết quả speed test của chiếc máy này khá là ổn, đúng không? Và còn về nhắn tin thì sao? Như các bạn biết thì những cái máy Nhật hay máy Hàn trước đây nhắn tin nó hay nhiều lỗi lắm. Nhưng mà chiếc máy này mình đã thử nghiệm rồi, nhắn cả tin tiếng Việt này hay cả nhắn nhiều ký tự, nó đều không bị chia tin nhắn và nó gửi một cách dễ dàng. Đấy, đây mình đã test tin nhắn tiếng Việt đây, gửi một cách hoàn hảo luôn, kể cả nhận cũng thế, không có một vấn đề gì cả. Nhìn chung là về cái mặt song sánh này, về mặt SIM, về mặt nhắn tin các thứ, nó sử dụng hoàn toàn ổn định và nó như một bản quốc tế, không hề có bất kỳ trở ngại gì. Và tiếp theo mình sẽ nói về hệ điều hành. Thì hiện tại chiếc máy này đang chạy trên nền tảng Android 4.2.2, là trên Android Jelly Bean. Thì có nhiều bạn nghĩ rằng cái phiên bản Android này nó hơi cũ và có thể sẽ không hỗ trợ nhiều ứng dụng. Tuy nhiên thì để mình mở Google Play cho các bạn thấy, những cái ứng dụng cơ bản, những cái ứng dụng phải đến khoảng 90% những ứng dụng hiện nay như là Facebook đi, như là Facebook này, thì đều hỗ trợ chiếc máy này. Vì cái nền tảng này nó mặc dù nó cũ với chúng ta thôi, nhưng mà đối với các ứng dụng thì nó vẫn là một nền tảng tương đối phổ biến và nhà sản xuất chắc chắn sẽ còn hỗ trợ rất nhiều những cái nền tảng này trong tương lai. Và cũng đừng quên rằng chiếc máy này có Google Play, chính vì vậy mà cái độ tương thích ứng dụng của nó rất là cao. Kể cả bạn sử dụng một hệ điều hành cũ như thế này nhưng mà yên tâm rằng những cái ứng dụng vẫn có thể chạy mượt mà ngon lành. Bây giờ thì mình sẽ nói đến một cái vấn đề nữa cũng rất là nhiều bạn hỏi mình, đấy là về cái mặt ngôn ngữ. Thì hiện tại chiếc Fujitsu F06e mình đang cầm trên tay chỉ có hai ngôn ngữ, đấy là tiếng Nhật và tiếng Anh. Thì hai ngôn ngữ này, cái tiếng Nhật thì nó khá là khó tiếp cận với nhiều người, nhưng tiếng Anh thì đối với một sản phẩm công nghệ mình nghĩ là mọi người cũng sẽ làm quen rất là nhanh chóng thôi. Thì đây có lẽ điểm hạn chế hơi nhỏ nhỏ một chút, nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Mình dùng một thời gian là mình cũng quen và thậm chí là mình còn không muốn dùng tiếng Việt, bởi vì tiếng Việt đôi khi nó dịch không sát nghĩa cho lắm. Đấy, thì đấy là một cái vấn đề. Tiếp theo thì mình sẽ nói về hiệu năng. Thì các bạn nghĩ là một chiếc máy giá chỉ hơn 1 triệu có lẽ là hiệu năng nó cũng tồi tồi thôi, đúng không? Nhưng mà không hẳn đâu. Bởi vì cái con Fujitsu này nó sử dụng con chip của Qualcomm là Snapdragon 600, RAM 2GB, chính vì vậy hiệu năng của nó tương đối ổn và nó có thể chiến được cả những game như Asphalt 8. Mình đang chơi ngay ở đây, các bạn thể thấy là nó load game thì nó không được nhanh lắm, nhưng mà khi mà các bạn chơi game rồi thì cái trò chơi đấy chạy tương đối ổn định. Đây, và như này thì có ai dám nói rằng một chiếc máy chỉ có hơn 1 triệu lại không thể chơi được những game như này không? Đấy, bạn thấy mình đang chơi Asphalt 8 nhá, xem đồ họa của máy nào. Tất nhiên là đồ họa nó không thể ở cái mức cao cấp như những sản phẩm mà cao cấp hiện nay rồi, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn còn hơn rất nhiều những cái sản phẩm giá rẻ chính hãng mà 1-2 triệu hoặc là những chiếc điện thoại đen trắng. Đấy, chung là mình nghĩ là không có gì để phàn nàn với cái giá này và với hiệu năng này cả. Một hiệu năng rất tốt để chơi những game nặng. Và nếu các bạn chơi được những game nặng rồi thì những cái ứng dụng bình thường chắc chắn là chuyện muỗi thôi so với chiếc Fujitsu F06e này. Đấy, và cuối cùng thì mình sẽ nhắc đến một tính năng mà hôm qua mình quên và mình cũng hơi ít nói đến, đấy là vân tay. Thì cảm biến vân tay của máy nằm ở đằng sau và nó là cái dạng trượt, các bạn sẽ phải vuốt lên vuốt xuống. Nhưng mà nó không giống với cái dạng trượt trước đây của con S5 thì nó khá là lâu. Còn với chiếc Fujitsu này thì nó nhanh hơn rất là nhiều, mặc dù nó ra đời trước đấy. Thì đây, mình có thể mở khóa bằng màn hình. Mở khóa màn hình bằng cái cảm biến vân tay này rất là nhanh. Mở lại nhá, đây, các bạn thấy này. Đấy, nó mở ngay lập tức luôn. Và cái này nó cũng không quá là
khó khăn để sử dụng như những dòng sản phẩm của Samsung trước đây, mà nó rất là dễ dùng và quan trọng hơn là nó có nhiều tính năng nữa. Và mặt khác thì cái cảm biến vân tay này các bạn có thể ấn xuống được, có thể ấn xuống và sử dụng như là một cái phím nguồn thứ hai. Đấy, rất là nhiều tính năng cũng như là kích hoạt cái chế độ private, cái chế độ riêng tư trên chiếc máy này. Cảm biến vân tay nó còn có thể làm được các tác vụ khác như là khóa những cái ứng dụng. Đây các bạn có thể thấy là mình đã khóa ứng dụng YouTube vào, mỗi lần mở ra thì bắt buộc phải quét đấy mới có thể nhận diện được. Một chiếc máy của Nhật thì các bạn cũng biết là thường có rất là nhiều những ứng dụng rác, nhưng mà đối với chiếc Fujitsu F06e này thì mình có thể gỡ những ứng dụng đấy bằng tay và gỡ đến 99%, chỉ còn thừa lại đúng hai ứng dụng là đi market với cả Docomo Facebook này thôi. Còn ngoài ra thì mình có thể gỡ lại toàn bộ và máy rất là sạch sẽ, hiệu năng của nó cải thiện được hơn đáng kể so với những cái máy Nhật khác mà không cần phải root. Và như vậy là mình vừa giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn về những cái vấn đề thường gặp nhất trên một chiếc máy Nhật, ví dụ như là sim sóng này, khả năng nghe gọi, nhắn tin, wifi, hay là những cái vấn đề về hiệu năng cũng như là ngôn ngữ của máy. Thì hiện tại chiếc Fujitsu F06e này đã có thể sử dụng như một chiếc máy quốc tế ở Việt Nam mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Hiệu năng của nó rất tốt, ngôn ngữ cũng không quá khó khăn để tiếp cận. Và mình nghĩ với một chiếc máy mà giá chỉ từ 1.290.000 đồng như này thì chúng ta không còn gì để chê cả. Nếu các bạn muốn mua sản phẩm này thì hãy liên lạc ngay tới Diệu Thông Minh qua số điện thoại 1906815 để đặt hàng. Bởi vì những sản phẩm như này thì sẽ rất nhanh hết hàng. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ chúng tôi ra mắt những video hay hơn trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.